Đây là cái chương trình này sáng nay trong đây không có ai review cho quý bà cố xem nha, với mình vui quá trời free đây này, tự tay sạch bằng xà bông này. Đó cái mùa dịch là thường xuyên để cấm hút thuốc đấy. Đây cái đồ đầy đủ luôn, quá trời rộng rãi sạch sẽ luôn, very good. Nói chung là AI của Nhật thì thấy là rất là ok luôn rồi của chú anh chị, tại không có ai mình mới dám review cho mọi người xem chút ấy, chứ có người thì chắc mình không review đâu. Ok đây, yến xả plus plus trời cũng rất sạch sẽ ha. Ăn kèm dài lại đây cái vệ sinh rất là sạch, chung là đây là ok. Về biết bên đây sẽ tạm dừng nha, cả chào với mọi chú anh chị và những vị biết khác nha. Lâu lắm mới có dịp gọi là vào cái toilet WC ấy, nhưng mà không có ai hết, nó là cái điều hiếm vậy mình mới có thể review cho mọi người xem nha. Đó là người rất đẹp, nói chung là mình rất thích siêu thị Aeon. Còn với mặt của chú anh chị thì như thế nào thì hãy cho mình ý kiến ở bên dưới video này nhé. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại.